Xin chào mọi người. Nay sáng sớm ra thấy trái sung Mỹ chín tím mọng luôn. Đã quá, quay lại cho mọi người xem. Thấy rất là to luôn á. To lắm nha mọi người. Trái rất là to, chín mọng. Mặt này còn hơi còn một chút xanh, khi nào mà chín hết thì mình hái ăn thì nó mới ngọt, ngọt lịm luôn ấy. Dưới đây còn vài trái nữa nè. Một cây trồng trong chậu được 10 trái. Mình kết thúc clip ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé.